Trong bảng xếp hạng 10 xe ô tô bán chạy nhất thị trường tháng 7 năm 2022, Mitsubishi Spander bất ngờ dẫn đầu doanh số, vượt qua những cái tên sừng sỏ của thị trường xe như Vios, Azen, hay Corolla Cross, với doanh số lên đến 2.771 xe, tăng gấp 5 lần so với tháng trước đó. Phiên bản mới của Spander được Mitsubishi ra mắt hồi tháng 6 năm 2022 với diện mạo mới bắt mắt, trang bị tiện nghi dồi dào hơn, cộng với việc nguồn cung được đảm bảo. Tất cả đã góp phần tạo nên bước ngoặt đưa Standard vươn lên dẫn đầu danh sách. Hyundai Eosan cũng có mức tăng doanh số so với tháng trước. Cụ thể, mẫu xe Hàn Quốc đã bán được 1.423 xe, trở thành vua doanh số trong phân khúc sedan hạng B. Đối thủ của Standard, Toyota Vios giữ vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp khi trao đến tay khách hàng gần 1.400 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về forranger Toyota Vios, Vinfast Lux A20, hai thứ hạng 7. Và tám thuộc về anh em nhà Hyundai với đàn anh Hyundai Santa Fe 1.14 chiếc và Hyundai Creta với 978 xe. Toyota Cross và Kia Carnival lần lượt chốt lại danh sách với mức doanh số 889 và 843 xe. Theo nhiều nguồn tin, vào cuối tháng 8 năm 2022 phiên bản mới của mẫu bán tải Ford Ranger sẽ được ra mắt khách hàng Việt Nam. Đây được kỳ vọng sẽ là cú hích doanh số của Ford dành cho Ranger. Bên cạnh đó, cách đây không lâu tại thị trường Thái Lan thế hệ mới của Toyota Vios đã được giới thiệu. Xe có diện mạo thanh thoát trẻ trung, nội thất được chăm chút cùng nhiều option đáng giá. Không ít người đã kỳ vọng đời mới của Toyota Vios sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, giúp mẫu xe nhật đòi lại ngôi vương từ các đối thủ. Vào tháng 10 tới đây, sự kiện lớn trong ngành ô tô, Việt Nam Motor Show 2022 sẽ được diễn ra, hứa hẹn sẽ thổi làn gió mới vào thị trường ô tô Việt Nam mang đến nhiều sản phẩm công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng